công ty điện tử Hanh Nguyễn, công ty Auto Hanh Nguyễn xin trân trọng kính chào đến tất cả các bác, các anh chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay là buổi chiều thứ năm, ngày 4 tháng 12 năm 2018. Công ty điện tử Hanh Nguyễn lại được thực hiện niềm vui của mình, đó là ghép và test những bộ âm thanh có thể nói hiện đại nhất, đẳng cấp nhất, tinh tế nhất, uy lực nhất, mềm mại nhất, sáng giá nhất và ngọt ngào nhất. Đây là một bộ ghép Hanh Nguyễn có thể là ghép với hai chế độ. Chế độ 1 là để hát ca và chế độ 2 để nghe nhạc. Thì đây là một bộ hát mà Hanh Nguyễn đã xây dựng bằng tất cả các thiết bị đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay, đồng thời là những thiết bị cao cấp nhất tại thời điểm này trên thị trường Việt Nam. Thiết bị thứ nhất mà Hanh Nguyễn muốn kể đến đó là một chiếc máy lén DMX22266L có nhiệm vụ loại bỏ toàn bộ các tài khoản âm thanh quá ngưỡng do người dùng đặt ra và duy trì cường độ thiết và âm thanh trong khoảng người dùng một cách ổn định nhất, sâu sắc nhất, ngọt ngào nhất, du dương nhất. Thiết bị thứ hai không thể thiếu được trong một đàn hát hiện đại đó là một chiếc Idol View 100 là linh hồn, là viên ngọc bên đông tỏa sáng trong một bộ đàn hát, đánh dấu một bước ngoặt trong ngành âm thanh Việt Nam. Thiết bị thứ ba đó một dòng mic cao cấp có tên là BFA G11. Đây là một trong dòng mic có khả năng trú rất cao, hát nhẹ không giọng ca thì đầy đặn, hát cao không gắt, tầm trung thì ngọt ngào, tiếng bass thì là ấm không đục. Thì đây là một dòng mic chuyên cung cấp cho các phòng hát karaoke VIP chất lượng cao đạt tiêu chuẩn 5 sao, đồng thời có phần mềm chống sốc khi rơi mic xuống. Tay mic được làm một chất liệu nhôm nguyên chất, cánh được vỡ rồi là va đập, cũng như là được mạ một lớp sơn tĩnh điện chống bám vân tay cũng như là chảy xước, có màu vàng gôn rất đẹp đẽ, tạo cho căn phòng của nhà các bác nổi bật, sang trọng và uy nghi. Thiết bị thứ tư đó một chiếc lọc DMX2231 đang làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam, có nhiệm vụ trải các sự đầm thanh ra một cách mượt mà nhất, óng ả nhất, sâu sắc nhất, ngọt ngào nhất, loại toàn bộ các giác âm thanh, đục âm thanh, vật âm thanh, ngầu âm thanh để đưa ta một giải tần equalizer trong sạch, trong sáng, chi tiết, ngọt ngào. Thiết bị thứ năm mà lần này Hanh Nguyễn đã sử dụng một dòng vang cao cấp, đó là dòng vang JBL mang thương hiệu của Mỹ. Thì dòng vang này có cổng quang và về phần mic là được chia thành hai nhóm mic. Nhóm mic 1 là A, nhóm mic 2 là 2 và B. Thì dòng vang này nói rằng dòng vang số hiện đại nhất tại thời điểm hiện nay, và Hanh Nguyễn đã thực hiện nó một cách thuần thục và linh hoạt. Dòng vang này người ta dùng rất nhiều các băng thông, rất nhiều băng thông. Thứ nhất, phần music thì có 15 băng thông tha hồ tinh chỉnh các tần số xấu và lưng tất cả thành các tần số đẹp lên để tạo ra một cái giải nhạc hay nhất, tinh vi nhất và ấm áp nhất. Về phần mic thì có 22 băng thông, dì vật có 5 băng thông, echo 5 băng thông, main 9 băng thông và sub 7 băng thông, rất là dễ tinh chỉnh, đồng thời có thể cắt loại bỏ toàn bộ những tần số xấu để đưa ra những tần số tốt nhất để nghe nhạc cũng như là thưởng thức âm thanh một cách trong sạch và ngọt ngào. Thì chiếc vang JBL này là một dòng vang cao cấp có rất nhiều băng thông để tinh chỉnh và xén rũa, đồng thời luôn luôn cho một dòng ca trong sáng, ngọt ngào, chống rút rít, chống được rút rít rất cao, hát nhẹ, hút mic. Thiết bị thứ 6 là một cục quản lý nguồn Yamaha có nhiệm vụ bảo vệ toàn bộ hệ thống âm thanh và tắt mở theo đúng quy trình từ 1 đến 8, mà tắt từ 8 đến 1, không làm sốc trên loa. Và một thiết bị cuối cùng đó là một cục đẩy JBL 4 kênh mới tinh KMK990 nhập khẩu nguyên chiếc thương hiệu của Mỹ. Thì đây những thiết bị có thể nói hot nhất, mạnh nhất, đẹp nhất và hay nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam. Và lần này Hanh Nguyễn sẽ ghép với hai đôi loa
Đôi loa thứ nhất là loa 3G audio kinh, tạo ra một tiếng chép róc rách nhẹ tan biến tiếng trung ngọt ngào ra diết. Tiếng bass thì là nhẹ êm. Kết hợp với đôi loa Bose được sản xuất tại đất nước Trung Quốc, hàng xuất Mỹ, có công suất là 1.800W. Khanh Vinh đã mạnh dạn ghép giữa hai đôi loa 3G audio. 3G audio là một tập đoàn sản xuất loa nổi tiếng Trung Quốc và đã có tên tuổi trên thế giới. Tiếng chép có thể nói là huyền thoại trong ngành âm thanh cộng tiếng trống, kết hợp giữa hai dòng loa với nhau tạo nên một cái bản tình ca cũng như một hệ thống âm thanh chi tiết, uy lực, mềm mại, trong sạch và tuyệt vời. Có thể là nói một tác phẩm âm thanh kỳ vĩ để đời và đánh dấu bước ngoặt. Trước khi được gửi đi xa thì anh Nguyễn sẽ test thật kỹ cho bác Thắng. Bác Thắng là một người đã nghiên cứu rất nhiều kênh của anh Nguyễn và bác đã tham khảo rất nhiều các bộ hát của anh em đã dùng và đang dùng nhưng mà chưa đạt được ý của bác ấy. Trong quá trình bác ấy vô tình vào YouTube, bác đã xem kênh của anh Nguyễn và bác ấy đặt niềm tin vào hết công ty của anh Nguyễn, và anh Nguyễn khẳng định anh Nguyễn đã làm đúng được ý của bác, những cái gì bác mong đợi. Bác Thắng, bác ấy thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Nội. Bác ấy tin tưởng yêu và đặt anh Nguyễn một bộ hát rê hiện đại đẳng cấp, vừa nghe nhạc vừa hát ca, đánh được đa chiều đa chức năng và đủ các màu sắc. Thì đây chính là hiện diện của bộ hát của Thắng đã đang mong đợi. Và em sẽ tiếp tục ghép một bác nữa cần âm thanh mạnh, là em thay đôi loa 3G lại bằng một đôi nữa cũng mắt 30, đều chưa được một cái dàn âm thanh khủng khiếp này. Bây giờ em sẽ test phần nhạc thôi nhé. Rất là róc rách nhà tan. Trước mắt quý vị là một đôi loa 3G audio, là một trong các đoàn nổi tiếng của đất Trung Quốc, và một đôi loa Bose được sản xuất trên đất Trung Quốc từ leo, công suất 1.900W. Âm thanh chi tiết sắc nét và rất là nhà ta. Đây em thử một bản trống thôi nhá. Một bản trống thì bác nghe cái tiếng trống rất có hồn mà có độ âm sâu, mềm, uy lực, không khó chịu. Càng nghe càng sướng, càng nghe càng mê. Cực sâu luôn mà. Em đã phối hợp rất chi tiết 3 giải tần equalizer, bass trung và chép, bass thấp, bass trung, bass cao, trung thấp, trung và trung cao, chép thấp, chép cao và chép trung. Đấy là bác sẽ nghe một bản là bản trống. Dùng hết nhạc cửa nhỉ. Dùng hết nhạc cửa. Cửa cái gì? Tiếng vào cứ phè phè. Nhà dùng hết nhà. Nó cứ phè vào đông nghe lẫn vào âm thanh. Phòng thư âm cơ. Đâu? Check it out.
bạn bản danh Quang Lập. Đường dĩ vãng vẫn còn ôm nhung
nhờ. Sao em nỡ đành, nỡ đành quay mặt ơ ngờ để tình ta như giấc mơ. Những ngôn từ yêu thương thời non dài, theo tháng ngày rời xa khỏi tầm tay, nhưng không ai biết đường học được chữ hè. Tình gian dối chỉ nở trên chót lửa, như hoa sớm nở để rồi héo tàn ban chiều. Cuộc tình ta có khác gì? Đời là một giấc chiêm bao, cơn yêu mấy tuổi đông đầy, cơn đau mấy tuổi xa người. Trách lòng người mau đôi thay, tiếng yêu sao rời tầm môi, phút xa người đã gần bên tôi. Thà được quen nhau đừng lưu luyến ban đầu, thì nay đâu có tiếng buồn rót vào đời nhau. Những ân tình xin trao về nguyện thủy, gom tiếng buồn tôi gửi vào lời ca. Đêm đen ơi hãy về phù kín linh hồn, để di vãng chẳng còn khơi nhung nhờ. Xin em cúi mặt lại mối tình cho người, người đã cho tôi biết đớn đau. Để vãng chẳng còn khơi nhung nhờ, tôi xin cúi mặt trả lại mối tình cho người, người đã cho tôi biết đớn đau. Cảm ơn ca sĩ Đình Nguyễn hết sức tuyệt vời, mỗi một giọng ca độc lạ sẽ để tới quý vị các bạn những cảm xúc, những niềm vui. Đó là bộ hát karaoke hiện đại đẳng cấp chuyên nghiệp đã do phối ghép trực tiếp từ công ty điện tử Hành Nguyễn và công ty Audio Hành Nguyễn.